Hello anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em những lý do tại sao anh em nên chọn poster đề can gián tưởng ở 2D tổng nhé. Đầu tiên là anh em có thể nhìn về chất lượng hình ảnh này, màu sắc thì lên rất là đẹp này, rồi rõ nét này, chất lượng ảnh thì vô cùng rõ nét này. Đây, bây giờ để tôi zoom vào gần hơn để cho anh em thấy cái sự rõ nét của bức ảnh nhé. Rồi, đây tôi đã zoom rất là cận rồi anh em nhé, thấy bức ảnh vẫn hoàn toàn rõ nét nhé. Đó, zoom vào mắt mà còn rõ thế này thì còn chỗ nào không rõ được nữa đúng không anh em? Rồi, đấy là cái đầu tiên này. Đấy là cái đầu tiên khi nói về cái tấm poster đề can gián tưởng bên tôi này. Cái thứ hai là gì? Ở trên bề mặt của cái poster đề can này đã được cán một lớp màng bóng rồi, nên bảo vệ cái bề mặt rất là tốt. Đến khi poster bị bẩn nhá, poster bị có vấn đề gì về bề mặt nhá, rồi vẩy cái gì lên mà anh em chỉ cần cầm chai lau kính này, xịt rô. Đó, nhưng hoàn toàn không sao vì đã có lớp màn cám bóng rồi. Việc của anh em ta là gì? Nhưng các ông nhớ nhá, xịt đến lâu lâu đến đấy nhá. Tại vì tôi đang một tay vừa quay một tay vừa lau nên là không ấy được nhá. Chứ còn đúng ra anh em nên là gì? Xịt ít một thôi, xong vừa xịt đến đâu lấy khăn khô lau luôn đến đấy nhá. Rồi, tránh đừng để nó chảy ra mép nhá. Nếu mà anh em dán trên tường để nó chảy ra mép nó rất dễ là bong, nên là anh em cứ xịt đến đâu là lau luôn đến đấy thôi. Đấy, tiếp theo đến thứ ba là cái gì? Thứ ba là đây là đề can, nên là những em đã biết rồi, mặt sau của nó sẽ có lớp keo dán, bóc ra dán lên bất cứ chỗ nào anh em thích, rất đơn giản, rất tiện lợi. Mặt kính, mặt tường, mặt bàn, nói chung anh em thích dán đâu thì anh em dán. Rồi còn anh em hỏi là có dễ bong hay không, cái này là còn tùy vào điều kiện môi trường này, cũng như rất là nhiều vấn đề khác nhá. Môi trường rồi, anh em dán ở chỗ nào có hơi nước hay không. Thế bây giờ anh em hỏi là bây giờ bong thì làm thế nào, cho nó vứt đề can, vứt cái tờ ảnh đẹp này đi à? Không, các ông không phải lo nhá, bên tôi đã có thêm giải pháp cho các ông rồi. Đây, đó chính là loại băng dính nano, siêu dính siêu chất lượng luôn nhá. Anh em chỉ 17.000 một cuộn thôi. Anh em có thể dán được từ 20 đến 25 poster. Mỗi poster anh em chỉ cắt được khoảng, mỗi miếng được khoảng 1 đến 3 cm thôi, dính được 4 góc. Rồi anh em lại dính lại lên là cái tấm poster đề can anh em lại đẹp nhá. Đấy là trong trường hợp bị rụng nhá. Còn tôi là tôi có dán có những cái poster cả năm rồi vẫn chưa thấy rụng anh em nhá. Đấy, vậy nha anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng ngay nhá.